Cô chào cả lớp, chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục học phần hình học, đấy là định lý và chứng minh định lý. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là định lý, giả thiết và kết luận của định lý. Ví dụ như chúng ta đã xét đến cái tính chất của hai góc đối đỉnh. Đấy là tính chất hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Thì tính chất này chúng ta đã dùng suy luận để suy ra. Đấy là ta nhờ vào cái tính chất hai góc cây bù có tổng số ròm 180 độ. Đấy. Như vậy, định lý hai góc đối đỉnh hay là tính chất hai góc đối đỉnh thì bằng nhau ấy được gọi là một định lý. Và ở trong định lý này thì cái phần mà người ta cho biết đấy là phần là hai góc đối đỉnh, người ta gọi là giả thiết và kết luận đấy là bằng nhau. Thì chúng ta có thể hiểu là định lý là một khẳng định mà được suy ra từ một những khẳng định được cho là đúng, và thường thì định lý sẽ có được viết dưới dạng là phát biểu nếu mà định lý được phát biểu dưới dạng nếu thì, tức là nếu hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, thì phần mà nằm giữa chữ nếu và chữ thì người ta gọi là giả thiết, còn phần đằng sau của chữ thì là kết luận. Các con chụp lại màn hình cái phần này giúp cô. Đấy, định lý là một khẳng định được suy ra từ những khẳng định đúng mà chúng ta đã biết, và mỗi định lý thường được phát biểu dưới dạng nếu thì. Phần giữa từ nếu và từ thì là được coi là giả thiết của định lý, phần sau từ thì là kết luận. Phần này có ở trong sách ấy. Ví dụ định lý một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại. Vậy con hãy cho cô biết phần giả thiết của định lý là phần nào, phần kết luận là phần nào. Bạn đã biết chúng ta giơ tay nhé. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại. Phần giả thiết đó là một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song. Đấy là phần giả thiết nhá. Thế còn kết luận là gì đây? Kết luận là gì bạn Đỗ Huyền nhỉ? Con thưa cô, kết luận là nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại ạ. À rồi, bạn Nhật Minh nghe con đồng ý với bạn Huyền không? Nhật Minh nhỉ? Cô chưa thấy. Rồi, Hải Lâm ơi, con đồng ý với bạn không? Là cô là con của. Rồi, rất tốt. Bạn Đỗ Huyền học hình rất là tốt đấy. Kết luận là nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại. Tức là cái đường thẳng mà đã vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại. Chúng ta sẽ là dùng ký hiệu để viết được nhé. Chúng ta đây cho hai đường thẳng D phẩy và D2 phẩy là hai đường thẳng song song với nhau. Đấy. Đường thẳng D vuông góc với đường thẳng D phẩy thì kết luận nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại, tức là đường thẳng D cũng vuông góc với đường thẳng D2 phẩy. Cô nhớ con hãy chụp lại màn hình này, bởi vì phần này nó khá là khó đối với các con đấy. Màn hình này nó khá là khó. Khánh Linh đã vào, Khánh Hà đã vào, còn bạn nào chưa vào nhỉ? Bạn Nhật Thế, Nhật Huy chưa vào. Đây, các con hãy vẽ hình và viết giả thiết kết luận của định lý hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Các con vẽ vào vở của mình, bạn nào có Zalo chụp gửi cô.
Còn nếu không thì chắc cô sẽ vẽ hình các con nhìn vào đấy, chúng ta sẽ viết giả thiết kết luận giúp cô nhé. Rồi, cô hỏi các con phần giả thiết của định lý là gì? Cô mời bạn Hải Lâm theo con phần giả thiết là gì con nhỉ? Con thưa cô, phần giả thiết của định lý là hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Con nêu cả định lý thôi. Có hai phần mà, phần giả thiết và phần kết luận mà. Phần giả thiết là gì? Con thưa cô là... Cô mời bạn thử nhá. Mời bạn Bảo Nhật theo con phần giả thiết là gì? Giả con thiết. được rồi. Con mạnh dạn nói đi. À, chưa xác định được á. Đức Minh con thử nói xem nào. Phần giả thiết là gì con nhỉ? Đức Minh đâu rồi á? Cũng thấy Đức Minh này. Nói đi con, phần giả thiết Thế là gì con nhỉ? Có hai góc đối đỉnh. Còn phần kết luận là gì nhỉ? Cô bằng nhau. Đúng rồi, đấy, phần giả thiết. Còn phần kết luận thì nằm sau dấu bằng rồi nhá. Phần giả thiết là hai góc đối đỉnh. Còn phần kết luận là bằng nhau. Vậy bây giờ con nhìn trên hình vẽ bằng ký hiệu ở đây. Góc nào, góc ô nào và ô nào thì là hai góc đối đỉnh nhỉ? Ô bao nhiêu với ô bao nhiêu đối đỉnh đây? Mời bạn Ngọc Anh nào. Ô 1 với ô 2 ạ. À, ô 1 và ô 2 đối đỉnh. Đúng rồi. Và kết luận thì như thế nào? Như vậy giả thiết là ô 1 và ô 2 là hai góc đối đỉnh. Đúng rồi, rất tốt. Thế kết luận là gì đây? Mời bạn là Khánh Huyền nào. Cô kết luận là ô 1 và ô 2 bằng nhau. Rồi, Khánh Huyền ơi, con đồng ý với bạn đấy không? Đỗ Huyền ơi, con đồng ý không? Cô là có. À, đúng rồi. Như vậy các con nhận biết được giả thiết và kết luận là đúng rồi. Giả thiết là hai góc đối đỉnh, kết luận là bằng nhau. Còn dùng ký hiệu là ô 1, ô 2 đối đỉnh là phần giả thiết. Kết luận là ô 1 bằng ô 2. Đấy, các con đã phân biệt được giả thiết và kết luận là gì rồi đấy. Cô rất là mừng. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là chứng minh một định lý. Chứng minh một định lý là dùng lập luận để suy từ giả thiết và những khẳng định đúng để ra được kết luận. Đấy, dùng những khẳng định đúng đã biết để suy ra kết luận của định lý. Cô lấy ví dụ nhé. Ví dụ như định lý, đấy là nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị là bằng nhau. Đấy là cô giả sử nhé. Giả sử bây giờ cô sẽ đi lấy ví dụ về trường hợp là chứng minh định lý này nhé. Đây, chứng minh. Một đường này, nội dung định lý là nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì các góc đồng vị là bằng nhau. Cụ thể đây ta chứng minh góc đồng vị A1 sẽ bằng với góc A1 sẽ bằng với B1. Ở đây là hai góc đồng vị đấy. Thế thì bây giờ người ta chứng minh bằng cách là qua điểm B kẻ đường thẳng B phẩy sao cho là góc B2 bằng với A1. Thì khi đó đường thẳng C tạo với đường thẳng A và đường thẳng B phẩy hai góc đồng vị bằng nhau, đây là góc A1 và B2. Vậy thì theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song thì ta suy ra A và B phẩy song song với nhau. Như vậy thì qua điểm B này có đến hai đường thẳng B và B phẩy song song với đường thẳng A. Điều này trái với tiên đề Euclid, hay là cái khác theo tiên đề Euclid thì hai đường thẳng này là phải trùng nhau. B phải trùng với B, mà B phải trùng với B tức là góc B1 sẽ bằng góc B2. Mà góc B2 thì bằng góc A1, suy ra B1 bằng với A1. Đây là một bài chứng minh. Vậy bây giờ các con sẽ làm cho cô bài tập sau đây. Chứng minh định lý hai góc kẻ bù bằng nhau thì mỗi góc là một góc vuông. Đầu tiên các con sẽ là đi vẽ hình và viết giả thiết kết luận của định lý này đã.
Bây giờ các con nhìn hình vẽ này, bạn nào viết giúp cô giả thiết và kết luận nào? Giả thiết là gì, kết luận là gì? À, đầu tiên là chúng ta sẽ nhắc cho cô là phần giả thiết mà bằng lời ấy, là giả thiết là phần nào ở trong định lý. Mời bạn Ngọc Anh ơi. Vâng. Giả thiết là gì con nhỉ? Ngọc Anh đâu rồi? Giả thiết là gì con? Ngọc Anh lúc nào thao tác lâu thôi rồi luôn. Khánh Hà ơi, phần giả thiết là phần nào ấy con nhỉ? Bật mic lên con. Phần giả thiết là phần nào con nhỉ? Con đưa cô là hai góc kề bù. Hai góc kề bù gì nữa? Bằng nhau. À đúng rồi, đây là phần giả thiết. Đây, chính xác rồi. Hai góc kề bù bằng nhau là phần giả thiết. Còn phần kết luận là phần nào đây Thế Nhật Huy nhỉ? Dạ đây ạ. Phần kết luận của định lý là phần nào? Dạ là đọc định lý hả cô? Không, phần kết luận. Phần kết luận là cái điều mà chúng ta phải suy ra đấy. Dạ, cái điều suy ra là hai góc kề bù bằng nhau thì mỗi góc là một góc vuông. Đấy là định lý rồi, đấy là định lý rồi. Định lý là bao gồm cả điều người ta cho và điều mình phải suy ra rồi. À, cô mời bạn Hải Phong, phần kết luận là phần nào? Phần giả thiết các bạn đã nêu cho đây rồi này. Giờ mình xác định phần kết luận thôi. Thưa cô là phần kết luận là thì mỗi góc là một góc vuông. Đúng rồi, mỗi góc là một góc vuông. Phần kết luận là nằm sau chữ thì đấy. Bạn Nhật Huy ơi, phần kết luận là nằm ngay sau chữ thì. Vậy bây giờ chúng ta dựa vào ký hiệu, dựa vào hình vẽ này, các con nêu giả thiết và kết luận bằng ký hiệu giúp cô. Giả thiết là gì? Cô mời bạn Ngọc Anh nào, giả thiết là gì nào? Giả thiết là con nhìn vào hình vẽ đây và nhìn vào phần giả thiết để viết giả thiết bằng ký hiệu đấy. Rồi Ngọc Anh chưa lắm, Ngọc Anh chưa trả lời được đâu đấy. Rồi cô mời bạn là Đức Minh nào. Hai góc kề bù bằng nhau. Vậy hai góc nào là hai góc kề bù bằng nhau đây Đức Minh ơi? Nên thưa cô, góc kề bù bằng nhau góc y y a y a hai. Rồi gì nữa? Z a x là hai góc gì? Hai góc kề bù. Kề bù rồi, còn gì nữa? Y a z và z a x như thế nào nữa? Trong đề bài có đấy. Nên có bằng nhau. À bằng nhau. Vậy thì kết luận là gì? Kết luận là gì? Mời bạn Đụ. Con nói luôn. Cô là Y, A, Z. Gì con? Kết luận là cô gì? Bằng 90 độ. Đúng rồi, Y, A, Z bằng Z, A, X và bằng 90 độ. Cả hai góc này đều là, mỗi góc là một góc vuông, cho nên hai góc này bằng nhau và bằng 90 độ. Rất là tốt, giỏi. Nào, tốt như vậy là cô nhắc lại là phần giả thiết bằng ký hiệu là A1 và A2 là hai góc kề bù A1 bằng A2, hoặc là viết tên đầy đủ như bạn Nhật Minh. Đấy, và kết luận là mỗi góc bằng nhau và bằng 90 độ. Vậy bây giờ chúng ta đi chứng minh định lý này giúp cô nhé. Cô sẽ hướng dẫn các con. Một bạn nhớ lại cho cô hai góc kề bù có tính chất gì. Mời bạn Triều Dương nào. Em thưa cô, hai góc kề bù
bằng nhau và hai góc kề bù đều bằng một, tổng của hai góc kề bù bằng 180 độ. À, hai góc kề bù có tổng số đo là 180 độ. Vậy thì ta có góc IAZ cộng với góc ZAX bằng bao nhiêu con? 180 độ. À, bằng 180 độ. Chúng ta sẽ giải thích là hai góc kề bù. Rồi. Vậy chúng ta có bài toán là tổng của hai góc bằng 180 độ mà hai góc này bằng nhau mà IAZ bằng ZAX. Theo đề bài cho ấy, theo giả thiết. Đấy, hai góc có tổng là 180 độ mà hai góc này lại bằng nhau, suy ra số đo của mỗi góc, muốn tìm số đo của mỗi góc ta làm thế nào đây? Mời Hải Lâm nhá. Hai góc có tổng bằng 180 độ mà chúng lại bằng nhau, vậy thì để tìm số đo của hai góc này ta làm phép tính gì con? Bật mic con. Cô phép tính trừ. Tính trừ á? Nào, mời bạn Hải Phong. Cô là chia. À, chia bao nhiêu? Lấy bao nhiêu? Chia bao nhiêu? Chia 180 độ, chia 2 cô. À, rồi, bạn Bảo Nhật ơi, con đồng ý với Phong không? Dạ có. Đúng rồi. Hai số có tổng bằng 180 mà hai số bằng nhau thì chúng ta sẽ lấy 180 chia cho 2. Bạn Hải Lâm ơi, con hiểu chỗ đấy chưa? Con hiểu rồi ạ. À, và bằng 90 độ. Suy ra hai góc bằng nhau và bằng 90 độ. Vậy là chúng ta đã chứng minh xong định lý rồi. Điều phải chứng minh. Như vậy nó không hề có gì là quá khó đối với các con nhé. Ta đã vừa làm xong bài chứng minh định lý đấy. Ngọc Anh, sao con tắt cam đi rồi? Nào, bây giờ chúng ta sẽ là tranh luận phần này nhé. Hai góc đối đỉnh thì chúng ta biết nó là một định lý, hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Vấn đề là bây giờ hai góc bằng nhau thì có đối đỉnh không? Mời bạn Bảo Nhật theo con. Con cứ mạnh dạn nói xem nào. Em đã cố là con nghĩ là... Con nghĩ rằng nó... À, con nghĩ rằng hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Và hai góc bằng nhau thì là sẽ là hai góc đối đỉnh. Cô mời bạn Nhật Minh, con đồng ý với bạn đấy không? Dạ, con đồng ý. À, rồi. À, bạn Ngọc Anh ơi, con đồng ý không? Con đồng ý với bạn không? Có. Đức Minh ơi, con đồng ý không? Ngọc Anh mic yếu quá. Cô thấy hình như bạn ấy vẫn nói là đồng ý. Đức Minh, con đồng ý với các bạn là hai góc bằng nhau thì đối đỉnh không? Có. Con cũng đồng ý. Đấy, chúng ta vừa mới học xong, ta vừa mới chứng minh xong cái định lý đây. Cô sẽ quay trở lại định lý đấy cho các con xem nhé. Ở đây cũng là hai góc bằng nhau đây, nó có đối đỉnh đâu. Trong định lý của chúng ta đây này, góc A1 và A2 của chúng ta rõ ràng là người ta cho đấy là hai góc bằng nhau đấy. Mặc dù là nó bằng nhau trong trường hợp chúng vừa bằng nhau vừa là cái bù đấy. Nhưng mà đây nó hai góc này đâu có đối đỉnh, đúng nào? Có nhiều trường hợp nữa, hai góc vẫn bằng nhau nhưng không đối đỉnh. Đây cô vẽ hình, ví dụ cô vẽ minh họa thôi nhá. Ví dụ như đây, trong một trường hợp này nè. Đây nhá, ví dụ như đây. Đây. Cái này ngay ở trong cái bài hai góc đối đỉnh ấy, nó cũng đã có ví dụ rồi. Ví dụ nhá. Nào, trên hình, hai góc nào bằng nhau đây? Trên hình hai góc nào bằng nhau các con nhỉ? Bạn Thế Nhật Huy, trên hình có hai góc nào bằng nhau? Hình cô đang vẽ bằng mực đỏ đấy. Dạ, con thấy hai góc bằng nhau là góc nào con nhỉ? Dạ, được con là góc con, dạ, đọc bằng...
ký hiệu cũng được. Dạ. Dạ là XO gì? XOU bằng XOU bằng XO W XOV hay IOV hay là IOV gì cũng được. Nhưng mà hai góc này có phải là hai góc đối đỉnh không con? Dạ, hai góc này ạ. Của đối đỉnh à, không phải là đối đỉnh, vì là hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tiết đối của một cạnh của góc kia. Ở đây là tia OV không là tia đối của tia OX, cũng không là tia đối của tia OU, nên là hai góc bằng nhau không thể kết luận đó là hai góc đối đỉnh được, bởi vì có trường hợp nó không phải là đối đỉnh. Đúng như ví dụ luôn, hai góc bằng 90 độ nhưng đây không phải là hai góc đối đỉnh. Giờ chúng ta sẽ làm bài tập sau đây. Có thể coi định lý hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau, thì được suy ra trực tiếp từ định lý về dấu hiệu nhận biết đường thẳng song song. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song thì chúng ta sẽ suy ra như thế nào? Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba, cô sẽ vẽ hình cho các con thấy. Đây. Phần này khó quá cho nên là cô sẽ là hướng dẫn các con luôn. Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Đây ví dụ như là đường thẳng A, đường thẳng B cùng vuông góc với đường thẳng C và kết luận chúng song song với nhau. Thì dựa vào dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song, bạn nào còn nhớ dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song nhỉ? Không bạn nào nhớ luôn. Vậy bây giờ cô hỏi mà cặp góc cô ký hiệu vuông góc ở trên là cặp góc ở vị trí nào đây? Mời bạn Khánh Hà ơi. Ở trên hình cô ký hiệu cặp góc vuông ở đây là nó ở vị trí gì đấy con nhỉ? Hai góc gì đây? Đồng vị hay là so le trong đây? Đồng vị. À, hai góc này là đồng vị. Như vậy chúng ta dựa vào dấu hiệu nhận biết là có đường thẳng C cắt hai đường thẳng A và B, và trong các góc tạo thành có một cặp góc ở vị trí đồng vị bằng nhau thì chúng là song song với nhau. Một đường thẳng cắt hai đường thẳng trong các góc tạo thành có một cặp góc ở vị trí đồng vị thì bằng nhau, hoặc một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng đó sẽ song song với nhau các con nhé. Thì ở đây là cặp góc ở vị trí đồng vị là cô vẽ, là cô cố tình lấy như thế rồi, hoặc chúng ta cũng có thể suy ra được nhờ tính chất là cặp góc đối đỉnh hoặc là kề bù các con nhé. Ở đây cô sẽ giới thiệu thêm cách trình bày ở đây. Đường thẳng D và D2' cùng vuông góc với đường thẳng D thì chúng sẽ tạo thành 8 góc vuông. Đấy, do là cặp góc vuông nào thì cũng bằng nhau cả, nên theo dấu hiệu nhận biết chúng ta sẽ tìm ra được cặp góc đồng vị bằng nhau hoặc là cặp góc so le trong bằng nhau, thì suy ra hai đường thẳng D và D2' là song song. Vừa nãy hình của bài của cô vẽ là có hình cụ thể, còn đây là chúng ta là bằng lời giải. Không có hình thì các con cũng chắc là chúng ta cũng hình dung ra được, bởi vì phần này chúng ta đã làm trong thực hành khá là nhiều rồi. Giờ chúng ta sẽ làm bài tập tiếp theo ở đây. Trời ơi, toàn chữ gọi là chữ con chịu khó nhá. This meeting is being recorded. À, Triều Dương ơi, theo con thì là câu 1 này, khẳng định 1 này là đúng hay là sai con nhỉ? Theo em là sai ạ. UT là tia phân giác của góc XOY thì XOT bằng TOY, bạn Kiều Dương bảo rằng là đây là một khẳng định sai. Thì bạn Khánh Linh ơi, con đồng ý với Kiều Dương không? Không biết luôn. Rồi. Rồi cô, thế cô hỏi bạn
Đức Minh theo con khẳng định một là đúng hay là sai con? Em cô là đúng. À đúng, bởi vì đây chính là tính chất tia phân giác của một góc mà. Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh của góc hai góc bằng nhau, thì OT là tia phân giác của góc XOT, thì suy ra của góc XOY thì XOT bằng TOY. Cái này đúng không con ạ? À? Bạn nào mà nói sai là chứng tỏ là mình không nhớ rồi đấy. Đây là khẳng định đúng. Bây giờ khẳng định 2 là đúng hay là sai, cô mời bạn Đỗ Huyền nhỉ? Đỗ Khánh Huyền. Dạ. Ừ, theo con khẳng định 2 là đúng hay sai con nhỉ? Nếu tia OT thỏa mãn góc XOT bằng góc TOY thì OT là tia phân giác của góc XOY, theo con khẳng định đúng hay là sai? Con là đúng ạ. Con nghĩ là đúng đúng không? Rồi đấy là con nhá. Mời Bảo Nhật theo con. Con nghĩ là đúng hay là sai Bảo Nhật nhỉ? Con là cô là con nghĩ là sai. À con lấy được ví dụ không? Không ạ. À không, thì con chỉ nghĩ là sai, con không lấy được ví dụ đúng không? Thế thì con đúng rồi. Con lấy ví dụ cho con và các bạn cùng thấy nhé. Đây. Vẽ hình này. Góc XOY đây. Và tia OT đây. Thì rõ ràng là ta có góc XOT bằng góc TOY ở đây. Nhưng mà OT có phải tia phân giác không Khánh Huyền nhỉ? Huyền ơi. Dạ. Không, cô hỏi Đỗ Huyền, cô xin lỗi. Đỗ Huyền ơi, con thấy OT có phải tia phân giác không? Không ạ. À không, như vậy khẳng định B là khẳng định thứ hai là sai, còn khẳng định đầu tiên mới đúng đó con nhé. Rồi, Bảo Nhật, các con có thể vẽ hình này vào giúp cô nhé. Sai đây là hình minh họa cho trường hợp khẳng định thứ hai đây. Các con vẽ hình vào giúp cô. Chúng ta chịu khó ghi bài nhé. Cô mời Triều Dương ơi, con sẽ chọn đáp án nào? Bảo Nhật sao con tắt cam đi rồi? Em chọn C ạ. Triều Dương chọn đáp án C nhé. Rồi, bây giờ cô hỏi bạn Khánh Huyền ơi, con chọn đáp án nào? Triều Dương con tắt mic giúp cô. Khánh Huyền ơi, con chọn đáp án nào? Con nghe mic của Khánh Huyền luôn ý. Thế Nhật Huy ơi, con chọn đáp án nào? Dạ, con cũng chọn đáp án C. À, một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song. Như vậy cho hai đường thẳng A và B song song, đường thẳng C vuông góc với đường thẳng A thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia, tức là vuông góc với B. Chính xác rồi, rất là tốt, giỏi. Đáp án C. Rồi, chúng ta sẽ sang câu trắc nghiệm tiếp theo. Ghép đôi nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng cột bên phải để được khẳng định đúng. Câu này cô cho con 2 phút để chúng ta chuẩn bị nhé. Các con có thể nhắn vào trong hộp chat bài làm của mình cũng được. Ví dụ như A nối với 4 hay là A nối với 1 thì các con nhắn vào cho cô nhé. Các con cố gắng để ai cũng gửi có bài gửi lên nhé. Đây, có thêm một bạn gửi nữa, bạn Ngọc Anh và Hải Phong. Đúng rồi, phải gửi như thế. Thế Nhật Huy cũng gửi đấy. Đúng rồi. Nào, chúng ta sẽ là kiểm tra nhé. Bạn Hải Phong, bạn đấy mới đi học học kỳ quân đội về mà bạn đấy gửi kết quả cô thấy rất là ấn tượng đây này, rất là cố gắng. Cô mời bạn Khánh Linh. Câu A con sẽ nối với số 1, số 2 hay số 3, số 4 con? Con thưa cô là con nối với số 2 ạ. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì chúng là hai tia trùng nhau à? Vâng. Thì con bị hỏng hình rồi đấy. Mời bạn Khánh Huyền nào. Con không nhớ gì về tính chất của hai đường thẳng song song rồi. Khánh Huyền. Câu A con nối với số 1 hay số 2, số 3, số 4 con? Cô là...
Số 1. Câu A hợp với số 1. Rồi, cô mời bạn Hải Phong nào. Câu A là số 3. Câu A phải nối với số 3 mới đúng, như nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì các cặp góc so le trong bằng nhau. A nối với 3, hai bạn Khánh Huyền và Khánh Linh đều sai cả, hai con bị hỏng mất phần này rồi. Rồi câu B. B sẽ nối với gì đây, Thế Nhật Huy nhỉ? Dạ, câu B thì mình nối với số 1. À, nếu OT là tia phân giác của góc XOY thì góc XOT bằng góc TOY bằng một nửa số đo của góc XOY. Hải Lâm ơi, con đồng ý với bạn Thế Nhật Huy không? Có ạ. Có, cô cũng đồng ý, tốt. Thế còn câu C. Bạn Hải Lâm, C sẽ nối với còn hai cái nữa là số 2 và số 4. Theo con, C nối với 2 hay C nối với 4? C. Vâng, C nối với cả 4 ạ. C nối với 4. Nào mời bạn Đỗ Huyền ơi, C con nối với bao nhiêu nhỉ? Con thì cô là C con cũng nối với 4 ạ. Đức Minh ơi, Đức Minh, C nối với bao nhiêu? Cô C nối với 4. À, rồi, đúng rồi, tốt rồi. OAOB là tia phân giác của hai góc đối đỉnh thì OAOB là hai tia đối nhau, rất là tốt, giỏi. Ngọc Anh ơi, con bật cam lên. Các con đã gửi kết quả cho cô hết đây rồi. À, sẽ có những bạn là đúng cả, có những bạn là đúng một số, còn sai một số nhé. Bây giờ chúng ta sẽ là chữa bài câu A. Theo con, câu A là đúng hay sai? Cô mời bạn Thế Nhật Huy nhỉ? Dạ, câu A là đúng. Câu A đúng. Hải Lâm ơi, theo con câu A đúng hay sai? Vâng, thưa cô, câu A đúng ạ. À, cô cũng đồng ý với hai con, tốt. Khánh Hà ơi, câu B đúng hay sai con nhỉ? Câu cô là đúng. Câu B đúng. Mời bạn Triều Dương ơi, theo con câu B đúng hay sai? Em thưa cô, theo em là sai. Câu B sai, vừa nãy ta học ví dụ rồi, hai góc bằng nhau thì có những trường hợp nó không phải là đối đỉnh. Câu B sai, Khánh Hà ơi, con chú ý vào nhá. Câu C nào, câu C là đúng hay sai? M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì MA bằng MB, câu này đúng hay sai? Mời bạn nào. Bảo Nhật. Em thưa cô là sai ạ. Rồi, mời bạn Ngọc Anh ơi, câu C đúng hay là sai? Ngọc Anh đâu rồi? Câu C để đúng hay sai không? Là... Nếu M là trung điểm của thẳng AB thì MA bằng MB đúng hay sai con? Đúng. Nói không rõ ràng, dứt khoát, không... Đúng rồi. À, đúng rồi nhá. Cô mời bạn Đỗ Huyền, theo con câu C đúng hay sai con nhỉ? Vâng, thưa cô, theo con câu C đúng ạ. À, câu C là đúng. Nó là tính chất của hoặc là định nghĩa, nó nói luôn. Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B và cách đều hai đoạn thẳng A và B thì M là trung điểm của AB. Thì suy ra nếu M là trung điểm của AB thì MA bằng MB, thế thôi. Rồi câu D đúng hay là sai? Câu D là câu đúng hay câu sai? Cô mời bạn Nhật, bạn Đức Minh. Em cô sai. Sai. Mời Khánh Linh, theo con câu D đúng hay là sai? Con thưa cô là sai ạ. À, đây cô vẽ hình minh họa cho các con câu câu D nhé. MA vẫn bằng MB nhưng nó không là trung điểm đây. Đấy, trường hợp này. M đây. A đây. AM bằng với MB đấy. Vẫn bằng nhau, ngon lành. Nhưng trường hợp này nó không là trung điểm. Cho nên câu B là một câu D là một câu sai các con nhé. Đấy, hai đoạn thẳng bằng nhau, ký hiệu bằng nhau vào. Như vậy câu D của chúng ta là câu sai. Vậy bạn nào làm đúng cả 4 câu A, B, C mình tích đúng, mình chọn đáp án đúng giống như là bài đã chữa, con giơ tay lên cô xem nhá. Xem có bao nhiêu bạn đúng tất cả. Giờ chúng ta sẽ sang trò chơi là ai nhớ bài lâu hơn. Hãy điền vào dấu chấm hỏi để hoàn thành các định lý sau. Định lý A, một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song sao cho có một cặp góc so le trong
chấm hỏi thì hai đường thẳng đó song song. Vậy ta điền gì vào dấu chấm hỏi? Cô mời bạn Triều Dương. Ta điền chữ gì vào đây con? Đường thẳng. Sao cho có một cặp góc so ra trong chấm hỏi? Ta điền gì vào chấm hỏi đây? Cô mời bạn Bảo Nhật. Bảo Nhật đi đâu mà tắt cam rồi? Em thưa cô là... Chưa được hả? Chưa được là chứng tỏ là mình không nhớ bài lâu rồi đấy. Thế bạn nào nào? Mời bạn Hải Lâm nhỉ? Xem nhớ bài lâu không? Con thưa cô, tính chất của hai đường thẳng song song. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song, sao cho có một cặp góc so le trong chấm hỏi thì hai đường thẳng đó song song. Không biết điền gì vào luôn. Chứng tỏ là vẫn chưa nắm được lý thuyết tốt. Có đến hai bạn giơ tay ở đây này. Là bạn Đức Minh mà giơ tay ngay từ đầu rồi, Bảo Nhật. Thế còn những bạn khác thì sao? Cô gọi bạn không giơ tay xem thử nào. Cô mời bạn Khánh Linh nào. Gọi thêm một bạn không giơ tay nữa nào. Dạ. Con điền gì vào giờ chấm hỏi? Ở câu A đấy. Con thưa cô là bằng nhau ạ. Bằng nhau, cô mời bạn Nhật Minh xem con đồng ý với bạn đấy không? Cô mời bạn Đức Minh. Đúng rồi, cái này dễ mà sao lại không đấy nhờ, không nhớ được nhờ, bằng nhau rồi. Rồi câu B. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng chấm hỏi, giờ chấm hỏi lại với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Hỏi tiếp, câu này đáng lý phải trả lời luôn. Mời Khánh Hà. Bật mic lên con. Con đưa cô là song song hoặc là góc vuông. Cùng song song hoặc là cùng vuông góc. Rồi đấy là Khánh Hà nhá. Cô mời bạn Bảo Nhật, con đồng ý không? Con có ạ. Đúng rồi, cùng vuông góc hoặc là cùng song song. Rất là tốt, giỏi. Khánh Hà nhớ phần này. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc của đường thẳng thứ ba, hoặc là hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Rất là tốt, giỏi Khánh Hà. Cũng làm được đấy. Nào, câu trả lời đúng. Các con suy nghĩ nhá, một chút xíu. Câu trả lời đúng là A, B, C hay là D? Rồi, Đức Minh và Khánh Hà nhỉ? Khánh Hà siêu nhỉ? Thế cô mời Khánh Hà, con chọn đáp án nào? Hải Phong nữa. Con chọn đáp án A. Hải Phong ơi, con chọn đáp án nào? Em thưa cô, em chọn đáp án gì? Đức Minh có trả đáp án nào con nhỉ? Đúng rồi, dùng lập luận để từ giả thiết và những khẳng định đúng đã biết để suy ra được kết luận chính là chứng minh định lý nhá. Con chữa bài vào giúp cô đấy. Bạn nào mà chọn sai hoặc là chưa biết chọn thì con lưu ý cho cô. Cái này ta học đầu buổi luôn. Tiếp theo. Ngọc Anh ơi, con đưa ra lựa chọn của mình nào. Em thưa cô, em chọn C. Đáp án C là góc NEF bằng 50 độ. NEF sao con biết là bằng 50 độ con nhỉ? Tại vì hai góc đấy là hai góc so le trong. Con có đồng ý với giải thích NEF bằng 50 độ vì so le trong với EFP không? Cô mời Bảo Nhật nhỉ? Em thưa cô là không ạ. Sao không? Hai góc này sau đây trong còn gì nữa? Đúng rồi cô ạ, đúng. Đúng rồi. Nhưng mà đối với bài này thì con có đồng ý là chọn đáp án C không? Được không ạ. Không, con chọn đáp án nào? Con chọn đáp án gì? D. Đáp án D phải không? Nghĩa là câu B cũng đúng, ngoài câu C ra thì B cũng đúng không? Rồi, vậy MEF làm sao bằng 130 độ con nhỉ?
Em thưa cô là Vì sao MF bằng 130 độ nhỉ? Không giải thích được. Ai giải thích được vì sao MEF bằng 130 độ? Là rất nhiều bạn gửi kết quả cho cô là mình chọn đáp án D đấy. Này, ví dụ như là cô đọc ở đây, những bạn chọn đáp án D ở đây này. Bạn Nguyễn Đức Minh chọn đáp án D này. Hải Lâm chọn đáp án D này. Khánh Hà chọn đáp án D. Khánh Huyền chọn đáp án D này. Đấy. Vậy tại sao góc MEF bằng 130 độ? Cô mời bạn Đỗ Huyền nào. Dạ. Con giải thích tại sao MEF bằng 130 độ. Đến đây dễ rồi. Ông cô là vì MEF là góc kề bù với NEF ạ. Rất tốt, đúng rồi, đơn giản thế thôi. MEF kề bù với NEF. Mà NEF đã bằng 50 độ rồi, cho nên suy ra MEF sẽ bằng 130 độ. Cô cũng hoàn toàn đồng ý với con. Học hình như thế rất là chặt chẽ, cô cảm ơn. Giỏi. Câu tiếp theo. Câu A và câu B cô nghĩ các con làm được, đặc biệt là câu A nó khá là dễ đấy. Cô hỏi một bạn xem câu A nhé. Làm sao con suy ra được thằng D song song với BC nhỉ? Bạn nào biết người ta giơ tay nào. Hải Phong, bạn ấy nghỉ học cái phần liên quan đến bài này nhiều đấy, bạn nghỉ đến 2 3 buổi mà. Hai mất 2 buổi, còn 1 buổi làm bài kiểm tra không nói rồi mà. Bây giờ bạn ấy giơ tay để làm này, còn những bạn khác ta không nhiệt tình à? Hay là ta không không nắm được bài đấy, quên đấy. Thử xem nha, bạn Hải Phong con thử nói vì sao đường thẳng D song song với đường thẳng BC con nhỉ? Thì có gặp góc xoay trong là HCA và CAC CAD chứ. ACAD. Bằng nhau đúng không? Vâng. Rồi. Rồi, mời Đỗ Huyền ơi, con đồng ý với cách giải thích của bạn đấy không? Đúng rồi cô ạ, có. Ừ đấy, đấy. Đúng rồi, cô sẽ không hỏi là dựa vào đâu mà lại từ đấy lại suy ra song song, bởi vì có câu C người ta hỏi rồi thì chốc ta sẽ bổ sung lên nhé. Đấy, vì có góc DAC bằng với góc HCA bằng 50 độ. Rất là tốt. Rồi, vì sao đường thẳng D lại vuông góc với đường thẳng AH? Bạn nào biết nhỉ? Hôm nay cũng đã được đề cập đến vấn đề này rồi. Xem nào, Đức Minh ơi, con biết không? Ừ, có. Ừ, con nói là giỏi nhỉ. Câu B khó hơn câu A đấy. Nên cô à, vì AH song song với AH song song á. vuông góc với BC Với BC. mà D song song với BC À mà BC song song với D. suy ra D vuông góc với AH. Rồi. Cô hỏi một bạn xem con đồng ý với bạn này không? Cô mời Hải Lâm nào. Hải Lâm đâu rồi? Có á. À, rồi. Như vậy là phải nói là bạn Minh học hình tư duy cực kỳ tốt nhé. Giờ chúng ta sẽ là trả lời câu C để biết được là căn cứ vào đâu để mà chúng ta chứng minh được câu A và câu B nhé. Nào, hãy cho cô biết là trong các kết luận trên, kết luận nào được suy ra từ tính chất của hai đường thẳng song song, còn kết luận nào được suy ra từ dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. Cô mời bạn làm Khánh Linh. Câu A là được suy ra từ đâu con? Khánh Linh ơi, câu A được suy ra từ đâu? Không thấy Khánh Linh trả lời. Khánh Hà ơi, câu theo con câu A được suy ra từ đâu?
Từ dấu hiệu nhận biết hay là từ từ tính chất của hai đường thẳng song song? Tính chất của hai đường thẳng song song. Rồi, cô mời bạn Đỗ Huyền, con đồng ý với Khánh Hà không? Con thưa cô là có. Có, con đồng ý. Rồi, cô thế thì cô phải mời đến bạn học khá hơn rồi. Bảo Nhật, con đồng ý không? Con không ạ. Câu A được suy ra từ đâu? Con thưa cô là câu A được. Suy ra từ đâu không nhớ à? Thế sao trả lời như vậy? Rồi, thôi thế thì cũng phải mời đến Đức Minh này. Đức Minh ơi, câu A được suy ra từ đâu? Đức Minh bật mic. Cô à, câu A suy ra từ dấu hiệu nhận biết Hai hai đường thẳng song song đúng đường không? thẳng song song. Và dấu hiệu phát biểu như thế nào? Phát biểu như thế nào? Đúng rồi. Nếu một đường thẳng như nào này? Như nào? Con đọc Đường lại đi. Đâu rồi? Đức Minh đâu rồi? rồi. Con nêu lại dấu hiệu nào? Hay là không nhớ? Ừ. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng và trong các góc tạo thành có một cặp góc ở vị trí so le trong hoặc là đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng đó như thế nào con nhỉ? Em Google song song. Ở song song đấy, còn câu B là được suy ra từ đâu? Em Google B chia ra tính chất của hai đường thẳng. Tính chất đúng rồi, tính chất của hai đường thẳng song song. Bạn nào nhớ tính chất này? Thì các con giơ tay giúp cô nào. Tính chất nói như thế nào? Không ai nhớ luôn à? Nếu một đường thẳng vuông góc với gì đây bạn Đỗ Huyền nhỉ? Dạ. Tính chất của hai đường thẳng song song, nếu một đường thẳng vuông góc với gì đây? Nếu một đường thẳng vuông góc với Một một trong hai đường thẳng song song thì đúng rồi thì thì nó cũng nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại. nó vuông góc với đường thẳng kia. Như vậy chúng ta thấy rằng đường thẳng AH đã vuông góc với đường thẳng BC, ký hiệu vuông góc ở đây, mà BC thì song song với đường thẳng D nên là AH cũng vuông góc với đường thẳng D. AH vuông góc với D hay là D vuông góc với AH thế thôi. Hỏi nhá, Nhật Huy ơi, con hiểu bài không? Dạ con hiểu. Rồi. Như vậy là buổi học hôm nay là chúng ta học về nội dung đấy là định lý và chứng minh định lý. Thế con lưu ý cho cô, định lý là gồm có hai phần là phần giả thiết và phần kết luận. Thì các con về nhà các con nhớ làm bài tập và cô sẽ để bài tập lên. Con lưu ý là thực hành ghi giả thiết và kết luận của định lý, xác định giả thiết, xác định kết luận, vẽ hình, viết giả thiết kết luận của định lý bằng ký hiệu thật tốt nhé. Rồi còn bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ, cô sẽ đẩy video và bài tập lên nhóm sau. Cô chào cả lớp mình.